Trong video này chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần nội dung tiếp theo trong boss setting của theme panel. Như vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu các phần cấu hình cho feature email. Tôi thực hiện chọn vào phần nội dung này. Như các bạn thấy, phần nội dung đó là show feature email. Chúng ta có muốn hiển thị đó là feature email hay không? Và ở đây chúng ta đang chọn giá trị đó là enable. Và như vậy nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta đó là phần nội dung cho feature email của bài viết. Tôi sẽ thực hiện đi vào chi tiết của một bài viết, như là bài viết thanh niên bị chém lìa tai. Như vậy các bạn thấy lúc này chúng ta không có phần nội dung cho feature email. Thì để thấy được phần nội dung cho feature email, chúng ta sẽ thực hiện chọn sang một mẫu giao diện khác. Bây giờ tôi thực hiện chọn vào phần nội dung đó là edit post. Tiếp tục chúng ta sẽ mở ra một tab mới. Và các bạn thấy trong phần post template của chúng ta chọn đó là mẫu 15. Thì mẫu 15 này sẽ không có phần giao diện cho feature email. Tôi chọn vào một mẫu khác đó là mẫu default. Như vậy các bạn thấy mẫu default của chúng ta sẽ có một phần feature email được hiển thị. Và tôi chọn vào phần nội dung update phần bài viết của chúng ta. Tiếp tục tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Như vậy các bạn thấy feature email đã được hiển thị ra cho chúng ta. Bây giờ quay trở lại phần nội dung của theme panel. Để tắt đi phần nội dung của feature email, chúng ta có thể chọn vào đó là show feature email với giá trị disable. Và tôi cũng thực hiện refresh lại phần bài viết. Và như vậy các bạn thấy lúc này phần giao diện của chúng ta đã thay đổi và phần giá trị cho feature email không còn được hiển thị cho chúng ta. Và như vậy các bạn cũng hiểu được phần giá trị cho show feature email. Bây giờ một phần nội dung tiếp theo đó chính là feature email placeholder. Thì như vậy chúng ta sẽ thực hiện đi vào phần trang chủ. Chúng ta sẽ quan tâm đến đó là bài viết đầu tiên. Như vậy khi chúng ta chọn vào đó là giá trị enable như thế này, có nghĩa là khi mà bài viết của chúng ta không tồn tại feature email thì lúc này nó sẽ load cho chúng ta một email mặc định. Và tôi thực hiện lưu trữ phần nội dung này. Tiếp tục chúng ta refresh lại phần trình duyệt. Như vậy do bài viết của chúng ta đang có một email, do đó nó hiển thị bình thường. Bây giờ tôi sẽ thực hiện xóa đi phần email này. Chúng ta đi vào bên trong bài viết. Tiếp tục tôi sẽ thực hiện remove cho email của chúng ta. Chúng ta thực hiện bằng cách đó là chọn vào remove feature email. Và sau đó tôi thực hiện update lại phần nội dung này. Tiếp tục chúng ta refresh ở ngoài trình duyệt. Như vậy các bạn thấy khi bài viết của chúng ta không có phần email thì lúc này nó đã chọn cho chúng ta đó là một phần hình ảnh mặc định như thế này. Quay trở lại theme panel, khi tôi thực hiện tắt đi phần nội dung cho feature email placeholder thì lúc này phần giao diện của chúng ta sẽ không có một phần đó là hình ảnh mặc định như thế này. Tôi thực hiện refresh lại trình duyệt. Như các bạn thấy thì phần hình ảnh của chúng ta đã không còn hiển thị. Bây giờ tôi thực hiện đó là đưa trở lại phần feature email. Như vậy chúng ta sẽ chọn vào phần nội dung này. Tiếp tục tôi thực hiện update phần nội dung cho bài viết. Và lúc này các bạn thấy phần feature email sẽ được hiển thị bình thường cho chúng ta. Bây giờ một phần nội dung tiếp theo ở đây đó là feature email clipboard. Thì phần giá trị này sẽ có tác dụng khi chúng ta thực hiện click vào đó là hình ảnh feature email của bài viết. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn vào giá trị đó là view clipboard. Và tôi thực hiện lưu lại phần nội dung này. Tiếp tục chúng ta sẽ đi vào bài viết có feature email. Và sau đó tôi thực hiện chọn vào phần hình ảnh này. Như vậy các bạn thấy hiệu ứng của nó đó là xuất hiện một phần clipboard cho chúng ta. Bây giờ quay trở lại đó là tôi chọn vào giá trị no clipboard. Và sau đó tôi thực hiện lưu trữ phần giá trị này. Tiếp tục chúng ta thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Và sau đó tôi cũng thực hiện chọn vào phần hình ảnh này. Tuy nhiên khi chúng ta click vào thì phần hiệu ứng clipboard không được xuất hiện cho chúng ta. Và như vậy các bạn cũng biết được đó là công việc mà feature email clipboard đảm nhiệm cho chúng ta. Bây giờ tôi sẽ thực hiện đó là đưa phần giao diện của bài viết quay trở lại đó là phần giao diện mẫu 15 như size demo. Và tiếp tục
chúng ta sẽ thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Như vậy, phần giao diện của chúng ta đã trở về so với ban đầu. Quay trở lại phần nội dung của theme panel, thì phần nội dung tiếp theo đó là Relay Article. Như vậy, phần nội dung Relay Article để hiển thị thì chúng ta sẽ thực hiện chọn vào giá trị Enable. Và lúc này, các bạn thấy rằng Relay Article của chúng ta chính là phần nội dung này. Do chúng ta chọn vào giá trị Enable, do đó nó hiển thị cho chúng ta phần giao diện như thế này. Bây giờ tôi chọn vào đó là Disable và chúng ta thực hiện lưu trữ phần nội dung này. Đồng thời tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt thì các bạn xem chắc chắn rằng phần các bài viết liên quan sẽ mất đi cho chúng ta. Như vậy lúc này nó đã không còn xuất hiện cho chúng ta. Bây giờ tôi sẽ bật lại phần nội dung này. Tiếp tục thì trong phần nội dung của các bài viết liên quan chúng ta sẽ lọc theo, đó là theo danh mục hay là theo tạc, thì chúng ta có thể chọn một trong hai phần giá trị này. Thì tôi muốn hiển thị các bài viết theo danh mục, chúng ta sẽ chọn vào đó là by category. Tiếp tục đó là số lượng các bài viết sẽ được hiển thị ra ở đây. Và tôi thực hiện refresh lại trình duyệt. Như các bạn thấy, số lượng các bài viết của chúng ta đang có đó là 6 bài viết và được hiển thị ra 2 dòng. Và ở đây đó là 2 dòng. Và chúng ta có tất cả đó là 6 bài viết được hiển thị. Như vậy phần nội dung này cũng đúng cho chúng ta. Và các bạn đã biết được phần nội dung mà chúng ta cấu hình cho Relay Article. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với phần nội dung cho Sharing. Thì như vậy phần Sharing của chúng ta chính là các icon mạng xã hội. Ở đây phần Top Article Sharing, như các bạn thấy, chúng ta đang có phần giá trị đó là Enable. Do đó các phần icon mạng xã hội ở phía đầu được hiển thị ra cho chúng ta. Lúc này tôi chọn vào giá trị đó là Disable thì nó sẽ mất đi cho chúng ta. Như vậy các icon mạng xã hội không còn xuất hiện cho chúng ta. Và tiếp tục tương tự cho phần Bottom Article Sharing, nó đang có một giá trị đó là Enable. Thì chúng ta sẽ xem đó là các icon mạng xã hội ở cuối bài viết. Như vậy các icon này được hiển thị cho chúng ta. Bây giờ tôi muốn thực hiện tắt đi các phần nội dung đó thì chúng ta chỉ việc chọn vào giá trị Disable. Tiếp tục tôi thực hiện lưu trữ phần nội dung này và sau đó chúng ta sẽ tiến hành đó là refresh lại phần trình duyệt. Thì như vậy các bạn thấy các phần icon đã được mất đi cho chúng ta. Và tiếp tục chúng ta có các phần như là Bottom, Article, Twitter. Như các bạn thấy chúng ta đang có giá trị đó là Enable, do đó phần nội dung này đó là phần nội dung cho Twitter được hiển thị ở đây. Lúc này tôi thực hiện chọn vào phần giá trị đó là Disable và sau đó chúng ta sẽ thực hiện refresh lại phần trình duyệt để xem phần giao diện của chúng ta. Như vậy các bạn thấy các phần Twitter đã không còn xuất hiện cho chúng ta. Tiếp tục phần Top Article Twitter thì tôi chọn vào giá trị Enable. Sau đó tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Như vậy các bạn thấy phần giao diện của Twitter cũng được hiển thị cho chúng ta ở phía đầu của bài viết. Và như vậy các bạn cũng biết được đó là các phần giá trị cho Sharing. Bây giờ tôi sẽ thực hiện thiết lập lại các phần giá trị này giống so với phần nội dung của Side Demo. Chúng ta sẽ có các phần cấu hình như thế này. Và sau đó tôi thực hiện lưu trữ, đồng thời chúng ta sẽ thực hiện refresh lại cho bài viết. Như vậy lúc này các icon mạng xã hội đã hiển thị giống so với Side Demo của chúng ta. Bây giờ tiếp tục chúng ta quay trở lại theme panel. Phần nội dung tiếp theo chúng ta sẽ hiển thị ra đó là More Article Bot. Như vậy phần More Article Bot thì chúng ta đang chọn giá trị đó là Disable, do đó nó sẽ không hiển thị ra cho chúng ta. Bây giờ tôi chọn đó là giá trị Enable. Thì lúc này khi chúng ta thực hiện refresh lại phần trình duyệt, chắc chắn rằng phần More Article Bot sẽ hiển thị ra cho chúng ta. Và nó là phần nội dung như thế nào? Chúng ta sẽ thực hiện kéo con trỏ của chúng ta. Như vậy các bạn thấy phần nội dung More Article Bot đã xuất hiện cho chúng ta, chính là phần nội dung này. Quay trở lại theme panel thì chúng ta có thể thiết lập đó là khoảng cách khi mà chúng ta thực hiện kéo từ đỉnh cho đến vị trí này là một khoảng cách bao nhiêu pixel thì phần nội dung này sẽ được xuất hiện cho chúng ta. Thì như các bạn thấy ở đây phần giá trị mặc định đó là 400 pixel
Bây giờ tôi sẽ thực hiện thay đổi phần giá trị ở đây, đó là 100 pixel. Và chúng ta lưu trữ phần giá trị này. Tiếp tục, tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Và như vậy, chúng ta sẽ di chuyển, đó là phần nội dung này. Như vậy, phần khoảng cách đã được thay đổi cho chúng ta. Lúc này, 100 pixel nó đã xuất hiện các bài viết thuộc về More Story như thế này. Và tiếp tục, tôi thực hiện xóa đi phần nội dung này. Đồng thời, chúng ta có một phần giá trị, đó là Display Article. Chúng ta sẽ hiển thị ra các bài viết theo dạng như thế nào. Đó là các bài viết theo dạng mới được thêm vào, hoặc là các bài viết cùng chung một danh mục, hoặc các bài viết cùng chung, đó là tag box, hoặc các bài viết có cùng chung một tác giả, hoặc khi chúng ta chọn vào random, đó là sẽ hiển thị ra một bài viết ngẫu nhiên nào đó. Tôi chọn vào giá trị này. Tiếp tục, chúng ta thực hiện refresh lại trình duyệt. Và như vậy các bạn thấy phần bài viết đã được thay đổi cho chúng ta. Tiếp tục, tôi thực hiện refresh lại một lần nữa. Và như vậy nó đã thay đổi bài viết cho chúng ta một cách ngẫu nhiên. Và như vậy các bạn cũng hiểu được, đó là Display Article. Tiếp tục, đó là Article Display View. Đây chính là các phần giao diện sẽ được hiển thị cho phần More Story như thế này. Tôi chọn vào một mẫu khác, chẳng hạn chúng ta chọn vào mẫu M9 như thế này, thì các bạn thấy mẫu này sẽ không có phần đó là hình feature image. Và tôi thực hiện refresh lại phần trình duyệt. Tiếp tục, các bạn thấy phần giao diện của chúng ta đã thay đổi. More Story của chúng ta đã có phần giao diện giống như mẫu M9 này. Và tiếp tục, số lượng các bài viết được hiển thị thì ở đây tôi chọn vào đó là 6 bài viết chẳng hạn. Và chúng ta cũng thực hiện lưu trữ phần nội dung này. Sau đó tôi thực hiện refresh lại trình duyệt. Chắc chắn rằng số lượng các bài viết ở đây sẽ hiển thị ra cho chúng ta, đó là 6 bài viết. Như các bạn thấy ở đây, chúng ta có các bài viết được hiển thị ra. Và tiếp tục, đó là chúng ta có phần giá trị Disable Time. Như vậy, phần mô tả ở đây, chúng ta sẽ thực hiện tìm hiểu phần mô tả. Đó là nếu như người dùng tắt đi More Article Box thì lúc này trong một khoảng thời gian nào đó trong ngày mà chúng ta có thể chờ đợi trước khi nhìn thấy bot xuất hiện trở lại. Có nghĩa là các bạn thấy các bài viết ở đây khi nó được hiển thị thì chúng ta có thể tắt đi. Bây giờ tôi sẽ thực hiện chọn lại phần giá trị cho số lượng các bài viết ở đây là 2 bài chẳng hạn. Và tiếp tục chúng ta lưu trữ phần nội dung này. Sau đó tôi thực hiện refresh lại trình duyệt. Như vậy lúc này nó hiển thị ra cho chúng ta đó là 2 bài viết. Và tôi hoàn toàn có thể đó là tắt đi phần nội dung này. Như vậy ý nghĩa của Disable Time đó là khi chúng ta chọn vào giá trị Never thì khi chúng ta thực hiện tắt đi các bài viết nó sẽ không hiển thị lại cho chúng ta. Còn nếu như chúng ta chọn vào đó là một phần giá trị khoảng 1 ngày, khoảng 2 ngày hoặc là khoảng 3 ngày thì lúc này sau 1 ngày thì nó sẽ hiển thị lại đó là More Story cho chúng ta. Và phần nội dung này các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Như vậy thì các bạn cũng biết được đó là phần cấu hình cho More Article Box. Và đồng thời tôi sẽ thực hiện tắt đi phần nội dung đó là More Article để cho phần giao diện của chúng ta tương tự giao diện của Side Demo. Và tiếp tục một phần nội dung cuối cùng đó là Ajax View Count. Thì phần nội dung này chúng ta có thể chọn đó là Enable hoặc là Disable Ajax Bot. Và tuy nhiên nó chỉ hữu dụng khi chúng ta sử dụng đó là Catching Plugin. Và phần nội dung này các bạn có thể tham khảo thêm ở tài liệu của tạcdeep.com. Và như vậy thông qua video này thì các bạn cũng biết được đó là một số phần cấu hình mà chúng ta có thể thiết lập cho bot setting.